Xin chào mọi người. Hiện tại tôi đang có mặt tại Tân Yên và tỉnh Tuyên Quang. Khi mà tôi đang di chuyển trên quốc lộ này, tôi vô tình tôi lại phát hiện một cái căn nhà bỏ hoang trên này này. Đây, một cái căn nhà xây cái cổ quá ác luôn. Một cái căn nhà xây khá là kiên cố ở trên này. Bây giờ mình sẽ lên trên này khám phá tìm hiểu xem. Bây giờ không gặp ai xung quanh để hỏi xem tại sao căn nhà xây đẹp như này lại bỏ hoang như này. Đây, cho mọi người cùng xem nhé. Đó, đây là một căn nhà, có thể là bên này là nhà bếp, bên này là nhà ở năm 1993 này. À, căn nhà này cũng được 30 năm rồi đấy, có thể là năm 1993 năm xây dựng căn nhà này. Bên này là có một cái cung, con đường di chuyển lên chắc là lên đồi. Đi vào trong xem. Cây cỏ xung quanh là mọc um tùm hết. À, bên kia cũng có một cái. Bên kia cũng có một cái khu gì kia. Kia không biết là cái căn nhà gì như là bên kia. Khu này khá là nhìn chắc chắn sẽ có một cái câu chuyện gì ở trong này. Cái vấn đề gì họ mới không ở một căn nhà đẹp như này mà ở một cái vị trí cũng rất là đẹp đúng không, sát đường, cũng cần đường như này, đất địa thế đây cũng đẹp. Đi vào trong xem. Khám phá bên này trước. Khu vực xung quanh đây nè, cây cỏ mọc um tùm hết. Không biết tại sao lại như này. Bên này là 1997, năm 1993. Xin phép chủ nhân căn nhà này được cho tôi được vào trong này khám phá tìm hiểu bên trong. Cái này không biết là cái gì này, có những cái vết này, có thể là một cái lá bùa gì đó. Đây, có thể là một cái lá bùa ở bên trong căn nhà này. Cái cửa sổ bên ngoài thì cây cỏ mọc um tùm hết rồi. Đây có cái bàn đứng lâu một cái miếng gỗ. Khu này là có ổ điện, có thể là chỗ này là cái phòng khách, căn nhà chính ở đây, phòng khách ở đây. Đây có view nhìn ra ngoài rất là đẹp. Bên này có thể là phòng ngủ. Đây, bên cái cửa là bịt vào, cửa là bịt đây. À, thành cũng tùm hết.
giờ khá là lạnh. Mình tiếp tục vào bên này xem, khám phá căn nhà bên này xem có gì không. Cái này là cái bếp, cái nhà bếp. Quá nhiều cây cổ, cổ tủ hết đây này. Đây chính là cái bếp này. Bếp ở đây. Mà bên ngoài này có một cái công trình, không biết là công trình gì các bạn có thể thấy này. Bê tông hết rồi. Có thể là cái trường lợn gì đó bên ngoài này. Mình vệ sinh gì đó. Mình phải bếp ở, bếp nấu ăn. Xung quanh như thì có một cái khoảng sân khá là rộng. Đây quả là chân tường. Hoang tàn. Có thể là nhìn cái căn nhà này cũng nói lên cái cuộc sống như là cái gì đó thực sự là không vui. Đây là xung quanh ở bên ngoài. Đây di chuyển xuống. Ôi, con mèo kìa. Đấy, con mèo. Không biết là mình dừng xe đây là có con mèo vừa chạy lên đi xuống, khá là đáng sợ. Có cái gì kêu trên này. Đi xuống đây.